Xin kính chào quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khả năng ô tô. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất vui ngày hôm nay lên sóng báo giá cho mọi người một loạt những xe Corolla Altis đến từ thương hiệu của nhà Nhật Bản Toyota, để cho bà con các bác lựa chọn làm xe gia đình, tránh mưa tránh nắng, mẫu xe mà không có taxi dịch vụ gì. Với động cơ 1.8, 4 chiếc số sàn và 1 chiếc số tự động. Giá loanh quanh đâu đó chỉ loanh quanh hơn 300 đến 400 triệu đồng, bà con sẽ được sở hữu một trong những chiếc xe ở đây. 4 chiếc xe màu đen và 1 chiếc xe màu bạc các bác nhé. Thì em sẽ lần lượt đi báo giá cho bà con các bác anh chị rằng những chiếc xe ở đây bao nhiêu tiền, đời như nào. Bên xe bên em thì cam kết cho bà con về vấn đề pháp lý, rồi vấn đề đâm đụng ngấm nước các bác nhé. Rất an tâm đến xem xe, liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Ngày nay em sẽ lên sóng báo giá lần lượt cho bà con các bác anh chị, để cho bà con các bác anh chị đến xem xe nó tự tin hơn. Đấy, mẫu xe từ giá từ 268 triệu đồng đến 415 triệu đồng thì chúng ta sẽ sở hữu một trong năm chiếc xe Corolla Altis đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản đây các bác nhé. Đầu tiên là chiếc đời 2006 hay là 8 nhỉ, 2008. Đời 2008 này, 7 nhỉ. 2007, 2008 vẫn form này. À, 2007, số sàn động cơ 1.8 nhé. 5 chỗ ngồi, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Bên em đang chào bán mức giá 268 triệu đồng. Chỉ với 268 triệu đồng thôi, bà con sẽ được sở hữu mẫu xe động cơ 1.8, đầy đủ trang bị, túi khí, phanh ABS, na răng đúc nguyên bản theo xe. Đấy thì cái form này nó vẫn là form cũ thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Nó chỉ có 268 triệu đồng mà thôi. Cái dòng này thì không có taxi dịch vụ gì nên là xe bao giờ nó cũng cứng và đẹp các bác nhé. Xe trang bị 4 quả na răng đúc nguyên bản theo xe và có trang bị 4 ABS các bác nhé. Đấy. Về mặt sơn xi bên ngoài thì theo năm tháng thì nó cũng cũ một chút, nhưng mà người ta đã tỉa toát sơn xi sạch sẽ rồi, không cần làm gì thêm cả, chỉ việc là đổ xăng vào chạy thôi. Động cơ 1.8 số sàn, còn Corolla Altis này thực ra chấm to nhưng nó lại không tiết kiệm, nhưng nó tiết kiệm, nó không bị thừa xăng nhiều đâu ạ. Nó chỉ rơi vào khuôn tầm khuôn 7 lít đến 8 lít trên 100 km, tùy theo các bác đi. Còn nếu các bác đi là vùng quê hẻo lánh như Hải Phòng nhà em đây thì đi thì chỉ có tầm khuôn 7 lít quay đầu thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Động cơ số sàn cái dòng này nó lành lắm, bền lắm, tiết kiệm nhiên liệu, vừa lành vừa bền. Động cơ 1.8 biển Hải Phòng, tên tư nhân, bên em chào bán mức giá 268 triệu đồng. Thương hiệu của Toyota thì các bác biết rồi. Vios này, Innova này, Altis này, đấy, những mẫu xe Camry nữa. Đây là những mẫu xe mà rất đắt giá và bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhá. Altis thì là mẫu xe chung chung rồi. Nó có ngày xưa có tiền mới mua được dòng này đấy ạ. Đây là rất là đẹp. Đấy, bằng chứng là cái nội thất ngoại thất của nó nhìn rất là tươi các bác nhé. Đấy, ghế da của nó, số sàn như ghế da nguyên bản từ đầu đến giờ, mịn màng. Da xi mini nhá các bác nhé. Đây. Tất cả gần như là nguyên bản theo xe. Đấy, vô lăng tích hợp túi khí, hai bên hai túi khí nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe. Ốp các option này người ta sơn vân gỗ. Đấy. Keo chỉ zin không đâm đụng gì. Đấy, vân sân của nó còn nguyên hết này. Không hề mất phần nào luôn, rất là đẹp. Dòng này thì kìa, cứng cáp lắm, đi chắc lịch. Không phải nghĩ về sửa về côn số nhé các bác nhé, máy móc nhé, không cần phải lo. Dòng này đi sướng lắm. Tiết kiệm nhiên liệu nữa. Bền chắc, đồ đạc phụ tùng dễ thay thế. Sửa chữa thì cái đồ của nó thì nó rất là lành, bền, nó không bị kiểu dạng như hỏng vặt hay là nó hay kiểu lỗi, nọ lỗi kia đấy, nó không đâu. Con này nó lành và bền lắm nhé các bác nhé. Đấy, 268 triệu đồng, đời 2007. Phiên bản số sàn, động cơ 1.8, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Giá trên thì bên em có hỗ trợ bao rút hồ sơ, đăng kiểm tới tháng 10 năm 2021. Đấy, tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Corolla Altis form mới hơn đây. 4 chiếc này thì form mới hơn chiếc bên kia một chút, đời 2009 nhé. Lên đời 2009 thì nó có giá khác rồi, nó chỉ với 325 triệu đồng thôi. Đời 2009 màu đen, số sàn, ABS túi khí đầy đủ, đăng kiểm tận tháng 1 năm 2022. Mang nước sơn màu đen, chiếc xe này không cần làm gì cả. Tình trạng xe là đổ xăng vào chạy, hai đèn đóm rất là sáng bóng này. Đèn gầm, sơn xi thì sạch sẽ, nội thất tươi mới. Đây, quay cho bà con xem này. Đấy, vô lăng nó mới, củ số mới nhá. Màn hình cam nùi đầy đủ hết này, nội thất như mới các bác nhìn thấy không. Tất cả táp pi cửa, keo chỉ, cánh cửa nguyên zin hết. Xe đẹp này bên em đang chào bán mức giá là 325 triệu đồng, đời 2009 nhá. Đời 2009 có 325 triệu thôi, còn hỗ trợ cho bà con đi lại, tiền hồ sơ nữa. Vậy thì nó quá ok với hợp lý giá tiền để cho bà con các bác lựa chọn làm xe gia đình. Hãy liên hệ sớm với Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đời 2009 số sàn là bên em form mới, bà em chào cho bán cho bà con là 325 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc. Đó. Biển Vĩnh Phúc, tên tư nhân thì các bác Vĩnh Phúc có thể giữ biển.
Còn là anh em nào mà thích rút hồ sơ thì bên em có hỗ trợ rút hồ sơ cho bà con cô bác nhé. Đây, tiếp theo chúng ta cùng đến với chiếc Corolla Altis đời 2010, cũng số sàn các bác nhé. Bên em là hình như chào bán 345 hay sao ấy, biển 73, nhưng mà thực ra chiếc này ngày xưa bọn em bán cho anh em người trong 73 nhé. 73 là ở Vũng Tàu hay ở đâu nhỉ, không biết ở đâu nữa, Huế, gần Huế đấy, Quảng Bình, Quảng Trị gì đấy các bác nhé. 345 triệu đồng, gốc Hà Nội. Ngày trước là biển Hà Nội, em bán vào trong đấy. Và các bác ấy dùng 1-2 năm rồi các bác ấy đổi xe, các bác ấy lên đời xe mới lại bán lại cho bọn em lại mua lại. Đây là bà con có an tâm nhé, cứ mua xe bên em rồi thì nếu mà chán bà con có thể bán lại bên em được, không có ngại gì cả. Và bên em đang chào bán với mức giá là 345 triệu đồng, đời 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.8 số sàn, màu bạc, mang nước sơn màu xám bạc đây, rất là đẹp, sáng sủa. Tất cả những chức năng như túi khí, ABS, tất cả đều được trang bị đầy đủ hết trong các dòng xe Altis này. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và với động cơ to nhưng mà nó rất tiết kiệm và bền. Số sàn, nội thất như mới, keo chỉ zin, không đâm va gì, sạch sẽ. Nhiều bà con cứ bảo con nào cũng zin thì con lỗi ở đâu thì lỗi ở đâu, nó lỗi nó vẫn bán trên thị trường đầy đấy các bác nhé. Các bác có thể lựa chọn những chiếc xe không lỗi các bác đi mua. À, xe trôi nổi thì nó rất là nguy hiểm. Anh em cứ đến cửa hàng nào uy tín trách nhiệm như bên Khải Đăng đây. Em nhiều xe. Đấy, một bãi xe em không phải vô tình mà nó lớn đâu ạ. Đấy, nó rất là lớn luôn. Rất lớn nhé, lớn nhất cả nước về xe cỏ. Nên mà có bác anh chị nào mà mua xe bên em về rất là an tâm. Đây là nội thất này, như mới hết này. Xong này thì cam kết không có taxi dịch vụ gì nên bà con cứ an tâm. Nếu về là di sản gia đình thôi. Đấy, xe được trang bị 4 nốt mới là đang đúc này, túi khí, phanh ABS, form dáng thì nó rất là gọn gàng, đẹp đẽ. À, không bao giờ lỗi mốt cả. Thanh niên đi cũng được, ông già đi cũng xong. Nên là không cần phải trang bị gì thêm cả. Bình thường bản chất cái dòng này nó đã đẹp rồi. Cứ liên quan Altis là thấy đẹp rồi các bác nhé. Đèn đóm này, form mới nhìn nó khác hoàn toàn. Đẹp sạch sẽ. Với mức giá 345 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Corolla Altis biển Hải Phòng đây. 24992. Thì chiếc này cũng động cơ 1.8 số sàn các bác nhé, số sàn. 1.8 đời 2010. Đây bà con có ba anh chị này, cũng đời 2010 nhé. Bên em bán đồng giá 2010 là 345 triệu đồng. Biển Hải Phòng, tên tư nhân. Đó, mang nước sơn màu đen, trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS là đang đúc nguyên bản theo xe. Tất cả những cái này nó còn nguyên zin hết, không có đâm đụng tai nạn gì. Và đăng kiểm một phát tới tháng 2 năm 2022 các bác nhé. Đó. Về form dáng của nó. Bé bé mồm nào. Nhờ tí. Nhờ kia tí. Tí lại xuống. Đấy, thì chúng ta hãy cùng đi khám phá cái phần nội thất của chiếc xe này, xem tình trạng xe nó như nào. Với một số sàn mà trang bị gương điện cụp xòe, xi nhan gương tích hợp tất cả những tính năng của một chiếc xe thông minh của Toyota, nó tập hợp hết ở đây, không cần quá cầu kỳ. Cái form dáng của nó luôn luôn đạt được những cái ưu việt trong cái việc đánh giá của những người tiêu dùng. Người dân rất thích những cái dòng xe Altis này vì nhìn nó form dáng nó rất là đẹp và không bị lỗi mốt nhé. Theo năm tháng thì em thấy con kể cả con 202 nó vẫn có cái đẹp của nó, với cửa tiền nó bao giờ nó cũng cao hơn so với dòng xe khác vì nó đẹp và nó bền. Tất nhiên là phải đánh giá theo độ bền của chiếc xe, không thể đánh giá theo cái thẩm mỹ được. Đấy, mỗi người thích một kiểu, nhưng mà cái dòng Altis này nói chung nhé là mọi người có thể nhìn nó form dáng của nó rất là yêu, nhìn rất là yêu, thích lắm, thích lắm. Đấy, số sàn nhé. Như vậy thì em đã vừa tổng kết cho bà con được 1, 2, 3, 4 chiếc số sàn. Trong khi đó chiếc đầu tiên là đời 2007 biển Hải Phòng kia có 268 triệu thôi. Ba chiếc này đời 2009 10, 325 với 345 triệu đồng. Đặc biệt thì hôm nay em sẽ có giới thiệu cho mọi người một chiếc xe biển Hà Nội, một chủ từ mới, đẹp xuất sắc, zin từ đầu đến chân, không mất một phân keo chỉ nào, máy số zin đét đẹp 100% các bác nhé. Số tự động, động cơ 1.8. Đấy, số tự động, trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS, sơn zin rất là nhiều, xe đẹp, máy zin nhé, đăng kiểm tháng mấy, tháng bao nhiêu kia, tháng 3 năm 2022, dài miên man. Số tự động thì nó là phân khúc khác, nó đẹp hơn rất là nhiều so với dòng số sàn. Và hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá là 415 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc cho bà con các bác anh chị. Được cái chiếc xe này được trang bị cái biển Hà Nội nữa nên bà con có thể giữ được biển này để đỡ mất 20 triệu tiền vào biển. Nên là các bác nào người Hà Nội mà lấy chiếc xe này thì rất an tâm. Anh em là người Sài Gòn vẫn mua được các bác nhé, về đổi biển không mất thêm tiền biển. Vì Hà Nội và Sài Gòn là nó là hai thành phố hai thành phố lớn nhất cả nước rồi thì cái tiền biển nó ngang nhau. Các bác nhìn nội thất của nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc xe số sàn kia ạ. Khác biệt hoàn toàn luôn. Bà con cố gắng lên vài chục triệu nữa thì lấy được cái dòng xe này đi thì không phải nghĩ gì cả các bác nhé. Không cần nghĩ thêm một cái gì nữa.
Đấy, nội thất như mới hết, tất cả đều zin, không có đâm va tai nạn ngập nước nhé. Số tự động, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Chỉ với vào tầm khuôn 8 đến 10 lít trên 100 km thôi, nhưng mà tùy theo mọi người đi nhé. Nếu mà em đi thì chỉ 8 lít thôi, và cái giường quê thì em này thì 7 lít thôi các bác nhé. Tiết kiệm lắm, keo chỉ zin toàn bộ luôn, không mất phân nào, không đâm va tai nạn ngập nước. Máy số zin đét đẹp 100% nhé. Tôn vỏ mỏng tanh, không hề có tí bả ma tít nào các bác nhé, không có tí bả ma tít nào luôn. Xe này mà nói các bác nào bảo là đi nhiều thì em thấy vô lý hơn hoàn toàn. Đi rất là ít luôn, nó chỉ rơi vào hơn 10 vạn thôi các bác. Ở đâu nhỉ, đồng hồ đâu, chưa nhìn thấy, nhưng mà cũng chỉ 10 vạn thôi. Xe rất là đẹp, keo chỉ zin toàn bộ đây. Tapi cửa của nó còn nguyên hết các bác nhé. Đấy, con này đẹp lắm, zin hết. Các bác đến xem xe liên hệ trực tiếp với em Khả Năng qua số điện thoại 032 60 62 789. Như vậy em Khả Năng vừa review cho mọi người xong một loạt những xe Corolla Altis bên em, 5 chiếc. Nó có số sàn, có số tự động, có để bà con lựa chọn làm xe gia đình. Vậy thì bà con có bác anh chị nào mà quan tâm đến những chiếc xe này, hãy liên hệ trực tiếp với Khả Năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.